Bố mẹ cháu đâu? Ê, con cá trắng này. Có dết không? À, có dết. Và hỏi có bố mẹ đang... không thì lắc đầu, thương lắm. Bố mẹ em đâu? Thank you.
Giống mấy hôm rồi, giống này dắt nó sống dễ không luôn. Tháng ha, một tháng sau là lại mang cà chua đi bán rồi. Bà vừa mới giống thôi. Ở đây đấy, bố mẹ cháu đâu? Thương thế, thế cháu không có bố mẹ à? Không hả? Quần áo bẩn hết rồi, không nhé, là quần tay lạnh này mà cháu không có tất tiếc gì à? Thương thế. Cô cho cháu nhé.
phải có tiền nhé. Đây, con cá trắng này. Cháu có rết không? Cháu có rết không? Con xem nào. Cháu ở đây có rết không? Có rết không? À, có rết. Ốm à, cháu ốm à? Cháu mũi rồi. Thương cháu thế. Cháu con bé thế này ngồi đây cô không yên tâm đâu. Ở đây sợ lắm. Hay là cháu về nhà với cô nhá. Cô về cô làm bánh cho cháu ăn khỏi đói nhá. Nhà cô ở ngay kia thôi, cô đưa cháu về với cô nhá. Đồng ý không? Đồng ý á. Cô xem nào, cô lên mặt mà. Ốm rồi. Về cô lấy khăn rửa mặt, rửa tay chân cho xong là cô làm bánh cho cháu ăn nhá. Thì cháu cầm này đi, đi theo cô nè. Cô thương cháu ngồi đây cô không yên tâm đâu. Được không? Trời muốn mưa rồi cháu ạ. Cô lấy nón cho. Nhá, đội vào cho cả mưa nhá. Về với cô nha. Ơi, đi, đi, cô đưa cháu về. Cháu có đi được không? Ôi, về đến nhà cô rồi. Con có mệt không? Ăn kỵ hai tay vào nhau này. Đấy, rửa sạch đi cho nó sạch nhá. Buồn không? Buồn quá. Rửa chân cho, chân bẩn lắm này. Không biết rửa đâu mà. Ăn chuối nhá. Ăn tạm quả chuối đã nhờ. Không đói. Chuối có ngon không? Ngọt không? Thổi đã nhá, bỏng ấy. Cầm chắc vào đây, cầm vào giữa này này. Thổi đã. Thổi xuống anh.
chó đi ra. Lan ông con. Lan đi. Con ăn cháo này không sao đâu, bẩn cũng nữa. Vâng. Cháu ăn đi, cháu ăn. Đi ra. Để bạn ăn lại nhé. Có tuyết à? À có tuyết á. Có những chỗ trên đỉnh núi cao mới có. Ngon rồi, đi ăn mà. Sáng nay đi chợ cháu thấy nó ở bên đường ấy, thế là cháu thương quá, cháu thấy nó bé quá cháu không yên tâm nên cháu đưa nó về. Cháu ở đâu bà không biết. Bây giờ cháu về đây là bà hỏi thấy có bố mẹ không thì lắc đầu thương lắm. Bố mẹ em đâu? Bố mẹ của em đâu? Mẹ cháu đưa về. Cháu đưa về ngồi một mình đấy kiểu không yên tâm. Không tay con mình mà. Cái con ăn được. Ăn thôi. Nay không có tay không ngoan đâu. Đúng rồi. Đấy, em đừng ngoan. Đừng biết như thế. Em ngoan, em xinh đài lắm nè. Cháu thấy thương lắm. Để cháu nó ở đây để mình nuôi thôi, thương nó lắm. Cháu cố gắng thì đi chợ bán các thứ kiếm tiền để cho nó đi học. Đi ăn học rồi là mua sữa thiết cho em, cho cháu. Hỏi bố mẹ ở đâu thì lắc đầu. Bố mẹ em ở đâu? Lắc đầu ấy. Là chắc cũng chẳng có ai đến đón thương á. Cháu nghĩ là bây giờ cháu với bà cứ nhận bé nó về nuôi, xong là mình nhận nó con nuôi cũng được ạ. Bà nhất trí rồi, bà đồng ý lắm rồi. Bà thương cháu lắm này. Cháu còn nhỏ mà bây giờ chẳng biết bố mẹ ở đâu. Cháu đón cháu về đây nuôi cho cháu ăn học, mấy kia cháu lớn đây nè, cháu ngoan lắm đấy nhỉ. Cháu có đồng ý ở đây với cô không? Ở đây với cô với ba không? Bà vâng đi. Có đồng ý không? Thế cô nhận cháu là con nuôi nhá. Cháu còn cô là mẹ nhá. Ôi giời, xinh quá. Cháu có tên không? Cháu có tên gì không? Không à? Cháu không biết tên cháu à? Thế cô gọi cháu là Bi nhá. Ôi ơi, ngoan quá. Ôi, Bi ơi. Bi ơi. Dạ nào. Nhà nhá, cháu với Bi đi hái rau ở mai đi chợ. Bà hái rau mai đi chợ nhá. Tiền mua quần áo cho Bi. Mua quần áo cho Bi đi chơi Tết nha. Đi con ơi. Rau nhóa tí mình hái sau. Con chó thì nó đi ra kia kìa. Nó có quả đây này, con nghịch quả đi. Không có quả đâu. À đây quả mini này con. Tục cả. Mini ấy. Đâu? Mini ấy mình nhìn. Thank you.
đây nhiều quả chín lắm này. Mẹ có chở đi kìa. Sao quả đen à? Quả đen luôn. Con cũng quân quả đen đấy. Con cần quả đen đấy, màu xanh nhé. Rất là nhiều quả. Con thỏ ăn được. Con ngan nó cũng ăn luôn. Tí con mang về con chân cho các em nhé. Tết cho gà vào đây đi chơi Tết ngoài. Ôi đây chơi đã. Mẹ mẹ bế tí nào. Bế yêu yêu một tí nha. Mẹ yêu tí nào. Bế xuống mẹ yêu một tí đã. Bế một tí đã. Bế uống. Bế một bế. Con ở với mẹ có vui không? Có. Gật đầu. Đó. Thế con có mệt không? Đi làm theo mẹ có mệt không? Mệt à? Thương thế. Tóc dài rồi, mai mẹ bán rau, mẹ mua quần áo cho, xong mẹ cắt tóc cho nhá. Quần áo rách hết rồi này. Con giữ cho mẹ nha. Cây này nè. Thẳng chưa? Đây.
cháu nhà mình 5 tuổi. Cháu đây có 14 tuổi à? Cái quần, mua cho Bi cái áo với cái quần. Với lại mua cho quả bóng bay mà nãy trên đường đi về nhà xong là họ buộc không chắc bị bay mất rồi. Hôm mai kia mẹ bán cái gì mẹ mua cho con quả khác nhá. Mẹ mua cho con hai quả con khác nhá. Mua cho khá đẹp hơn. Nó cứ bỏ ra đây nó họ buộc lỏng quá. Hôm nay cháu nghĩ rồi bà, hôm qua cháu nghĩ rồi là bây giờ mình nhận nuôi một em bé như này phải có giấy tờ của xã các thứ ấy. Cháu bảo đưa xuống dưới xã để xin giấy mình nhận làm con nuôi, xong là giấy tờ các thứ để mấy nữa, còn xin giấy đủ đi để còn cho đi học. Còn đủ giấy thì nhà trường mới cho đi học à. Thế bây giờ tí nữa cháu đi bà cháu nhà nhá. Tí nữa cháu đưa Bi đi để nhận giấy tờ. Cháu đi bà nhà trường bỏ cho chăn bò. Vâng. Thế thôi cháu đi thôi. Không tí nữa muộn. Mẹ đi mà. Mẹ bé con nhé. Thì là có gì là để bây giờ tôi biết cho chị vừa
cần thiết hơn để cho các cháu mà đi học hành xa hơn ấy, thì bọn tôi sẽ cướp lại tờ sau. Vì hôm nay là chủ nhật thì ủy ban cũng nghỉ đấy, thì tôi giới hạn tôi chỉ làm như vậy thôi. Đấy thì có gì chỉ và cố giúp cháu lên người nhé, cho đi học hành đầy đủ nhé. Bảo bà chú có thứ là cố gắng, hay là còn cố gắng. Em cảm ơn ạ. Được. Em đưa cháu về. Bia về bé nó không? Con chào bác. Chào bác. Bác nhé. Thank you.
trông con bò buộc quanh quanh đây xong là cho Bi chơi với trông Bi nhá. Cháu Bi hái tí lá rong về chiều làm bánh chưng. Ừ, thế mẹ đi lấy lá về gói bánh. Con ở nhà với bà Ngoan nhá. Hăng nước. Con ở nhà với bà cụ Ngoan nhá. Mẹ con hăng nước. Cô chạy trước trên này còn miếng không nọ. Mẹ đi đây. Mẹ ơi. Mẹ đi lấy lá là gói bánh.
đến chục quả không?
một cái tình ấy, cái này đã chết. Đây cháu đi lấy đi ra Thank you.
Thôi ăn thôi nhỉ. Cầm hai tay. Đấy, con ăn mồm đi. Hôm nay con có mệt không? Con đi làm có mệt với mẹ với bà cụ có mệt không? Không mệt lắm đâu. Khỏe. Ăn vào cho lớn, ăn vào lớn đẹp trai. Người ta đi đâu quên tuổi tối ai đi đâu nữa. Ừ, đúng rồi. Bánh ngon không? Bánh ngon lắm. Đấy, đúng chứ rồi. Mọi người là trống lớn đẹp trai. Mình đi bước tiếp thôi. Mình bước quả to à? Vâng. Ê giờ, giỡn kê. Quay đây mẹ xem cười xinh à. Giỡn kê. Quay đây mẹ lau mồm cho con à. Đứng đây. Ăn bánh, dính bánh này. Đi, mình đi thôi. Quả to đây này. Đi bên này con ơi. Con đi theo mẹ. Có mệt không? Có. Con nóng không? Có. Em quay đây mẹ lau mồ hôi cho nè. Thank you.
Châu mổ bò kìa. Có ông mổ ạ. Con bóng nhỏ đâu mà con nhỏ thế chứ. Hả? Ấy mua cho bà cái áo này. Ôi, cảm ơn không, cháu không có áo kiểu sơ mi bà dặn đâu, có mỗi kiểu này đóng cúc vào tay thôi. Áo gì thì áo nó không cái màu tối tối là được rồi. Cháu bảo mua áo rét thì bà bảo không không cần. Áo rét bà nhiều lắm, sắp gánh. Ê, xin cháu không, nha, không cảm ơn. Không có áo chui đâu, thế là cháu mua cái áo loại này nó đóng cúc này mới được, cũng được. Bà xem đi. Mùa hè mặc nó mát. Mùa hè. Đến mùa hè nó mới bán cái loại kia nhiều rồi, cháu mua cho sao? Đẹp rồi, bà ưng rồi. Chưa
về hết đấy, còn lại kia còn một con. Đã về đâu cái kia? Thank you.
treo chúng lên, nó cao dài hơn tí. Ăn thổi đi.
Thank you.
Đi. Còn nhà nó nhủ hết rồi. Mẹ bạn. À bà cụ đi chơi bà Thủy mai về nhá. Con nhớ cụ à? Con nào. Đây đây mẹ cho con miếng này. Miếng này mềm, ăn đi. Nhai hết đi, nhai hết đi. Đây là ớt. Từ đã đợi chị nhé.
đấy, nó lại bảo để cháu quay. Cháu chọn cháu vườn ấy. Thank you.
Chợ có bán được hàng nhiều không? Được nhiều người không? Nhiều, bán hết. Chưa về thôi bà, nghỉ thôi ạ. Con trâu này dắt sang rồi à bà? Hôm qua bà mổ bên làm. Ui, bẩn. Mình nó mổ bên này chăn cho nó dễ thôi, còn đằng kia chẳng có cỏ ấy. Bà đang gì mà chế làm thế? Đang cái đó cho cháu rồi ấy rau, nhưng mà để chế sẵn đây là chưa kịp đan đâu, để chiều. Nghỉ đã chưa rồi. Về thôi. Về thôi. Nó hai dòng thì nó ngắn quá. Thế ăn cơm thôi. Cái vừa ăn cứt bò xong ấy, mồm bẩn ấy. Vừa ăn cứt bò xong, mồm bẩn ấy. Chỉ về thôi. Về thôi bà. Về thôi. Ê, hai con kia cho nó về kia đi. Đi kiếm ăn hết rồi. Còn một con ở trong này nhá. Còn một con này bé thôi. Các bạn đi hết rồi. Thank you.
Cái gì mà vai đi.
Thank you.
chân chưa không có, lại còn mạch ở giữa. Và giữ. Và giữ nhá để cháu trong lớn mỗi con 2 bật ạ. Loại này nó chỉ bé thôi ạ. Con kia bé tí. Nó đông con ấy, nó ăn 2 6 80 con. Nó phát 5 con đen. Hay nhỉ. Đều thế, 5 con nọ 5 con kia. Chuồng mới hay ăn trong lớn nhà, ăn no ngủ kỹ nhà. Đông con này nó mới ấy đó, tí đó.
con này đẹp, béo múc. Nó hen trong lớn này. Đẹp nhé. Béo rồi. Đi trong chanh luôn. Bụng ăn no cắt. Bà xem con này to. Một tí to. Da của nó. Con này căng bóng bụng thịt nó. Hay ăn trong lớn. To, nó con là nó mẹ nó cái nhìn nó đẹp.